Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 thành phố Đà Nẵng và Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị khu vực 3 cùng phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết và Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Triệu Long, quyền Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3, đồng chủ trì hội thảo. Ngày 22 tháng 10 năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết đã đáp ứng trúng yêu cầu của thực tiễn đặt ra và càng ngày càng phát huy hiệu quả. Hội thảo đã nhận được 26 báo cáo tham luận gửi về, bám sát quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, đảm bảo yêu cầu về tính khách quan, khoa học. Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, việc triển khai có hiệu quả nghị quyết số 35 thời gian qua đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước, chế độ. Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức quán triệt đến từng cấp ủy, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, hội thảo lần này sẽ giúp thành phố rút ra những vấn đề cần giải quyết trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các tư tưởng thù địch trong tình hình mới. Các sự bùng nổ của mạng Internet, mạng xã hội cùng với sự chống phá thâm độc tinh vi quyết liệt bài bản của các thế lực thù địch phản cách mạng trong và ngoài nước, chúng ta cần những giải pháp như thế nào hiệu quả hơn để nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên mạng Internet và mạng xã hội. Việc đổi mới các hình thức, phương thức tuyên truyền, tấn công, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng thực hiện ra sao? Việc tăng cường sự phối hợp thường xuyên, nhịp nhàng, đồng bộ với cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương cần phải chú trọng thêm những điểm nào? Làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt và dự báo đúng và trúng các vấn đề dư luận xã hội? Làm thế nào để thực hiện tốt hơn việc cung cấp thông tin chính thống và lan tỏa những thông tin tích cực để tạo sự tin tưởng, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn trong việc thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước? Các tham luận được trình bày và nhiều ý kiến tại hội thảo đã đánh giá, luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch ở nước ta nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Các giải pháp về quản lý nhà nước trên lĩnh vực truyền thông, phát huy vai trò ý thức trách nhiệm của đội ngũ trí thức thành phố trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay. Các ý kiến tại hội thảo cũng cung cấp nhiều kinh nghiệm trong hoạt động định hướng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng, phối hợp triển khai nhiệm vụ và kết quả đạt được, cũng như thuận lợi, khó khăn gắn với đặc thù từng đơn vị địa phương.